Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 15 tháng 4 cho biết, các nước này và Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thảo luận cấp chuyên viên về việc thành lập một đường dây nóng điện thoại giữa lãnh đạo của hai miền trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vào cuối tháng này. Thông báo cũng cho biết, Seoul đã chọn hòa bình, một sự khởi đầu mới làm khẩu hiệu cho cuộc gặp thượng đỉnh liên triều sắp tới. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, các cuộc thảo luận diễn ra ngày 14 tháng 4 tại làng đình chiến Panmunjom bên phía Triều Tiên đã thống nhất thành lập một đường dây nóng điện thoại giữa lãnh đạo hai miền. Khi đường dây nóng này được thiết lập, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ điện đàm trước cuộc gặp thượng đỉnh liên triều dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 4 tới. Cuộc gặp cấp chuyên viên nói trên diễn ra sau cuộc thảo luận đầu tiên vào ngày 7 tháng 4 vừa qua nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba giữa hai miền Triều Tiên. Dự kiến, hai bên sẽ tiến hành một cuộc gặp khác vào ngày 18 tháng 4 tới để thảo luận các vấn đề về an ninh, lễ tân và các hoạt động của báo chí tại cuộc gặp thượng đỉnh. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ tiến hành một cuộc gặp cấp cao để thảo luận chương trình nghị sự cho cuộc gặp lịch sử này. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, Seoul đã chọn hòa bình, một sự khởi đầu mới, làm khẩu hiệu cho cuộc gặp thượng đỉnh liên triều. Theo thông báo, khẩu hiệu này thể hiện rõ con đường mà hai miền Triều Tiên sẽ phải vượt qua để có được hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến thảo luận về cách thức phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thiết lập nền hòa bình lâu dài và cải thiện quan hệ liên triều trong cuộc gặp lịch sử ngày 27 tháng 4 tới nay. Ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Trung Quốc tới Nhật Bản trong vòng 9 năm qua. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết, Nhật Bản muốn tái lập lại quan hệ đối tác với Trung Quốc trong năm nay, khi hai nước kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp ước Hòa bình và thiết lập quan hệ hữu nghị song phương. Ông cũng đề nghị Tokyo và Bắc Kinh cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi muốn tăng cường các mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Trung Quốc nhằm đạt được mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn, triệt để và xác đáng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản, coi dịp kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp ước Hòa bình song phương là một cơ hội, động lực để thúc đẩy các mối quan hệ song phương tiếp tục được cải thiện và vững mạnh. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một ngoại trưởng Trung Quốc theo khuôn khổ song phương trong vòng 9 năm qua. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị tới Tokyo diễn ra trong bối cảnh sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên trong tháng này và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tháng 5 tới. Ngày 14 tháng 4, Mỹ, Canada và Mexico đã nhất trí sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ-NAFTA để đạt được một thỏa thuận trong vài tuần sắp tới. Đây là kết quả cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ với Thủ tướng Canada và Tổng thống Mexico bên lề hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ OAS tại thủ đô Lima của Peru. Theo Reuters, mặc dù các bên không đưa ra thời hạn cụ thể để đạt được thỏa thuận, song khẳng định sẽ nỗ lực để ký kết lại NAFTA trước thời điểm bầu cử tại Mexico là ngày 1 tháng 7 tới. Phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo Mexico và Canada bên lề hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ OAS lần thứ 8 tại Peru, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bày tỏ lạc quan về những tiến triển gần đây trong quá trình đàm phán. Tôi đã trao đổi với Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Peña Nieto. Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm hoàn tất đàm phán lại NAFTA. Đó sẽ là một thỏa thuận tốt hơn cho người Mỹ. Chúng ta sẽ có các điều kiện công bằng cần thiết tăng năng suất và thúc đẩy các lợi ích chung với Mexico và Canada. Vẫn còn một số vấn đề cần phải được giải quyết, song tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận này trong một vài tuần tới. Về phần mình, Thủ tướng Trudeau khẳng định quá trình tái đàm phán đang đạt được những tiến triển tích cực trong các vấn đề liên quan đến ngành sản xuất ô tô. Cả ba bên đàm phán NAFTA đều mong muốn hoàn tất tiến trình này trước cuộc tổng tuyển cử ở Mexico và bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Chúng tôi đang phải chịu sức ép về thời gian để đạt được thỏa thuận này trong những tuần tới đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực trên bàn đàm phán để đem lại một thỏa thuận NAFTA có lợi cho cả ba nước và tất cả các bên đều có thể hài lòng. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cho biết, các bên đã nhất trí đẩy nhanh tốc độ đàm phán và cử một phái đoàn đàm phán đặc biệt để triển khai nỗ lực này. Nhà lãnh đạo Mexico cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận về quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực và bày tỏ mong muốn hợp tác trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, ông Nieto và Phó Tổng thống Pence đã không thảo luận về vấn đề bức tường biên giới giữa Mexico và Mỹ.